Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay thì Long sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách mà chúng ta tải và cài đặt cái phần mềm Gmagic ha. Thì khi mà trong quá trình các anh chị học các cái lớp tin học quốc tế như là MOS, ICT ha, MOS, ICT vân vân á, thì sau khi mình học kiến thức xong thì mình sẽ có các cái buổi để mà chúng ta luyện thi ha, ôn thi để làm quen với cấu trúc đề thi thực tế ha. Thì cái phần mềm mà Gmagic nhiệm vụ nó làm như vậy ha. Thì đây là cái phần mềm có bản quyền. Chúng ta phải mua user, mua tài khoản thì chúng ta mới sử dụng được các anh chị ha. Đấy. Nhưng mà chúng ta mua nhưng mà chúng ta không biết cách làm nữa, đúng không? Cho nên là trong cái video này thì sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước ha. Các bạn xem và các bạn biết cách để mà cài đặt sử dụng ha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số đơn vị có liên quan ha. Thì các bạn biết là tin học quốc tế thì do Mỹ cấp chứng chỉ ha. Thì ở Mỹ thì có những đơn vị như sau: Microsoft nè ha, đây nè, Gmagic nè, hay là Gmagic ha, hay là Certiport nè ha. Thì mỗi đơn vị nó đều có một cái chức năng riêng các anh chị ha. Ví dụ Microsoft á, là cái đơn vị về chuyên môn, ví dụ như là hệ điều hành Windows nè, Microsoft Office nè, đúng không? Nói chung là về chuyên môn là Microsoft ha, là về software, về application ha, về phần mềm, về ứng dụng vân vân. Còn cái ông mà Gmagic á, là kiểu cũng là một cái công ty, nhưng mà cái phần mềm của ông này á, là chuyên về hỗ trợ ôn thi. Đó, nó là một cái tool, một cái công cụ hỗ trợ ôn thi nha, để giúp các bạn rèn luyện cái kỹ năng làm bài thi trước khi mà mình thi thật nha. Đấy. Rồi cái ông mà tổ chức test á, tổ chức thi á, là ông Certiport nha. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là chứng chỉ quốc tế người ta làm rất là minh bạch, đúng không các bạn? Ba đơn vị tách biệt. Đó, chứ nếu một cái ông á, mà ông vừa đào tạo, ông vừa cấp chứng chỉ luôn, ông chấm bài luôn này kia thì chắc là nó không được rõ ràng cho lắm, đúng không? Còn ba ông riêng biệt như vậy thì đảm bảo rất là minh bạch các bạn ha. Cho nên bằng quốc tế rất có giá trị như vậy. Chúng ta học thật ha, thi thật ha, thì chúng ta sẽ đạt kết quả tốt thôi, pass thôi. Và thật sự thì cũng không quá khó lắm ha, cho nên các bạn nên học cho nó chỉnh chu ha. Tại Việt Nam thì có rất là nhiều cái đơn vị đào tạo tin học quốc tế ha, thì trong đó là thầy ở đây thì thầy nói về trung tâm An Quốc Việt các bạn ha. Đấy. Thì ở trung tâm An Quốc Việt có đủ tin học quốc gia, tin học quốc tế hết, thì các bạn có thể đến trung tâm đăng ký học các khóa học về MOS, về ICT ha. ICT thì hiện nay nó có cái phiên bản là GS4, GS5 rồi phiên bản Spark cho học sinh nữa các bạn ha. Đấy. Rồi thì mình học xong rồi, mình tham gia học xong cái mình sẽ đăng ký thi ha. Thì ở Việt Nam mình thì cái đơn vị tổ chức thi là IC Việt Nam này các bạn. Đấy. IG vừa tổ chức thi tin học quốc tế, anh văn quốc tế rất là nhiều thứ luôn ha. Đấy. Thì trung tâm là đối tác của IG cho nên là các bạn sẽ được hướng dẫn đầy đủ thủ tục thuận tiện cho các bạn luôn ha, và nhiên là có nhiều chế độ ưu đãi cho các bạn luôn ha. Thì các bạn học tại trung tâm là được nhiều cái hỗ trợ như vậy ha. Rồi, như vậy nói rõ qua cho các bạn hiểu những cái đơn vị có liên quan như vậy nha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái bước mà cài đặt. Thì chúng ta cần phải chuẩn bị một số cái phần mềm ha, chuẩn bị một số software. Thì các bạn lưu ý nè, nếu mà máy vi tính á, ha, máy laptop hay máy bàn gì cũng được hết ha, máy tính của bạn á, cài Windows 7 Spark 1 thì các bạn nên cài Office 2013. Đó. Thì cũng lưu ý các bạn luôn là kể từ năm nay, năm 2020 thì IG Việt Nam sẽ hỗ trợ thi MOS trên phiên bản Office 2013 và 2016 thôi, chứ không còn hỗ trợ 2010 nữa nha, các bạn lưu ý. Còn nếu các bạn máy các bạn đã cài hệ điều hành Windows 10 thì các bạn nên cài Office 2016 nha các bạn. Rồi lời khuyên thì nếu máy các bạn mà tương đối là mới cũng khá là mạnh thì các bạn nên cài Windows 10 thì các bạn ha, cài Office 2016 luôn. Đấy, trên thị trường hiện nay thì có các phiên bản là Office 2010, 2013, 2016 và sắp đến sẽ có 2019 nữa rồi. Đấy, cho nên là lời khuyên của thầy thì các bạn nên ha, nên là chúng ta học và thi trên phiên bản 2016 luôn để cho nó mang tính lâu dài các bạn ha. Đấy. Rồi, hiện nay thì năm 2020 thì trung tâm cũng tổ chức triển khai đào tạo trên phiên bản Office 2016 cho cả chương trình tin học quốc gia và tin học quốc tế luôn nhé. Rồi, như vậy thì học tại trung tâm các bạn sẽ được thực hành trên cái phiên bản Office 2016 luôn. Ok, đấy. Rồi, thì chúng ta chú ý nha, cái việc cài đặt phần mềm nó phải đúng, nó phải chuẩn, chứ nếu mà chúng ta cài không đúng thì nó bị lỗi hoài, rất là phiền các bạn ha, rất là mệt. Đấy, thì lưu ý cho các bạn luôn là khi mà mình thi tin học quốc tế để cài những cái phần mềm đường thi nó đỡ bị lỗi thì các bạn phải cài đúng là cái bản mình phải là Microsoft Office Professional hoặc là Professional Plus. Đó, các bạn lưu ý dùm hàng chỗ này nha, chú ý nha. Đấy, và khi cài đặt mình nên cài đặt full nha, càng tốt, full tức là cài đầy đủ ha.
Thì khi mình cài đặt nó sẽ có cái chế độ là typical custom full, thì các bạn sẽ nên chọn là full nhé. Khi nói đến cài đặt phần mềm thì nó đòi hỏi chúng ta phải có kinh nghiệm một chút. Thì thường những bạn nam sinh viên thì sẽ có thể là có kinh nghiệm hơn, còn những bạn nữ thì hơi khó cho các bạn ha. Thì như vậy thì làm thế nào đây? Thì các bạn sinh viên nữ thì chúng ta nhờ bạn sinh viên nam hỗ trợ đúng không ha. Còn nếu không được nữa thì chúng ta nhờ dịch vụ ha. Đấy thì các cái cửa hàng dịch vụ ha. Nhưng mà cửa hàng dịch vụ ta biết cài nhưng ta không biết cài cái nào đâu, cho nên các bạn cần phải nói rõ cho người ta tôi ha, em muốn cài Windows 10 Office 2016 và cái bản phải là Professional Plus cài đầy đủ cho em, chẳng hạn vậy. Các bạn phải nói rõ để ta làm cho đúng ha, chứ ở ngoài người ta cũng đâu có học mốt như các bạn đâu, người ta đâu biết chuyên môn đâu ha. Những bạn kỹ thuật viên có thể biết cài nhưng mà không có rành về về chuyên môn sâu sắc từng cái đâu, các bạn đi học mới biết đó nha. Rồi nhớ được chưa nào? Nếu các bạn không nhớ thì các bạn lấy điện thoại các bạn chụp lại nè ha, và khi cài đặt là làm cho đúng nha. Ok chưa các bạn ha? Rồi còn nếu mà khó khăn nữa đó, nếu mà bạn vẫn cài không được á, thì khi các bạn học tại trung tâm thì bộ phận kỹ thuật của trung tâm sẽ hỗ trợ cho các bạn cài đặt nha. Ok rồi, trình tự ha. Trình tự thì các bạn sẽ làm ba bước thôi. Bước 1 là chúng ta sẽ truy cập vào cái website của Gmetrix ha. Rồi bước 2 thì chúng ta sẽ chọn tải cái phần mềm Gmetrix này về ha. Đấy. Và bước 3 thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Gmetrix vào máy của chúng ta nhé. Và lưu ý luôn là chúng ta sẽ chọn cái phiên bản phù hợp với cái máy tính chúng ta nữa ha. Và qua cái phần sau thầy sẽ làm luôn cho các bạn thấy luôn ha, để các bạn biết là chọn phiên bản nào cho nó phù hợp nha các bạn ha. Đấy. Rồi cái việc cài Gmetrix này thật sự nó dễ, không có quá khó đâu các bạn ha, cứ đúng trình tự làm thôi nha. Rồi. Và bây giờ thầy sẽ làm thử cho các bạn luôn. Đầu tiên thì các bạn mở trình duyệt Google Chrome lên ha, các bạn gõ vào website này gmetrix.com ha, đó, gmetrix.com đúng không? Sau đó các bạn nhìn sơ qua đây, và chúng ta vào cái mục là download, các bạn thấy chưa, nhấn cái nút download này các bạn. Đấy thì lúc đó nó sẽ chuyển đến cái trang download ha, thì các bạn cũng nên đọc sơ bộ qua. Đấy, người ta sẽ yêu cầu chúng ta là ở cái phiên bản Gmetrix này nó cũng thay đổi theo thời gian đó, cho nên là các bạn để ý một chút xíu đó, nó hỗ trợ chúng ta là, các bạn thấy không, Office 13 này ha, 16 hay 19 các bạn thấy chưa. Đấy, Windows Only đúng không, đấy hỗ trợ cho các cuộc thi về Adobe Photoshop này kia nữa các bạn, rất là nhiều thứ ha. Đấy. Rồi các bạn nhìn đây này, các bạn thấy là ghi là Gmetrix SMS for Windows. Như vậy là các bạn xài máy hệ hình Windows là các bạn tải chỗ này. Còn nếu các bạn xài máy Mac các Apple ha thì chúng ta sẽ tải bên này, đúng không? Đấy. Rồi đa phần thì chúng ta xài Windows là chủ yếu thôi, cho nên các bạn sẽ nhấn chỗ download để các bạn tải về nhé. Thì ở đây các bạn thấy không? Người ta ghi nè, current version, cái phiên bản hiện tại là 6.1, đây là phiên bản mới nhất rồi, được chưa nào? Đấy. Xuống dưới nữa các bạn yêu cầu hệ thống này ha, CPU, RAM gì đó vân vân, các bạn cũng đọc sơ qua ha, Windows 10 này các bạn thấy chưa. Đấy, rồi tôi sơ qua cho biết ha. Rồi xuống nữa thì nó có cái phần là hỗ trợ ngôn ngữ nữa các bạn ha. Đấy, rồi lời khuyên của thầy như sau: nếu máy của các bạn mà xài Windows 7 nha, Windows 7 Office 2013, các bạn cài tải cái bản này Vietnami nè 5.2, các bạn vô download tải này về là cài đặt là xong, dễ chưa? Đấy nè, Vietnamese nè, version 5.2 download về. Ok chưa? Nhấn chỗ này nha. Đấy. Rồi đạo về thì chờ nó tải một tí là xong thôi. Thì cái bản Việt Nam thì nó ngắn gọn, nó nhỏ hơn cho tải khá là nhanh, đúng không? Còn nếu máy các bạn xài Windows 10 Office 2016, lời khuyên là vô chỗ này nè, Gmetrix nè. Các bạn nhấn download về, các bạn tải về. Nhớ chưa? Đấy, Windows 10 Office 2016 thì các bạn download này về luôn nha. Đó. Rồi thì khi các bạn nhấn download, các bạn chờ nó tải về máy của mình nha các bạn ha. Rồi cái này nó 200 mấy chục mê, nó tải khá là lâu, cho nên thôi thì nhấn ở dưới này để nó tải cho nó nhanh các bạn ha. Nè, Vietnam nè, download nè ha. Tại máy của thầy cài rồi ha, cho nên là thầy tải minh họa thôi cho các bạn thấy ha. Thì khi nó tải các bạn cứ để ý là chờ nhìn dưới góc này, cái vòng tròn nó phải chạy cho hết nha các bạn, chứ đừng có đấm vội nha, khi nó hết nó sẽ báo cho mình. Đấy, đó, nhấp nhấp mấy cái là biết xong rồi đó. Rồi xong các bạn thấy chưa, nhấn chuỗi nút tam giác nè, chọn show in folder ha. Rồi nó hiện ra đây các bạn thấy chưa, đấy Gmetrix nè, đây là Việt Nam các bạn thấy chưa, VN nè, đúng không? Bây giờ các bạn nhấn phải, các bạn chọn into, đó nhấn cái này nè ha, đó, hoặc double lên cũng được luôn. Intune xong rồi các bạn theo hướng dẫn các bạn cứ next next I agree accept cho nó, tôi đồng ý ha, rồi next next là nó chạy thôi nha, rất là dễ nha các bạn.
do máy thầy cài rồi nên thầy không cài nữa nha các bạn ha. Rồi cài một lần thôi là sẽ hoàn nha, dễ không? Rồi như vậy thì sau khi chúng ta cài đặt xong rồi thì mình có cái phiên bản ở đây đấy, thì do máy của thầy là Windows 10 Office 2016 cho nên là thầy sẽ cài cái bản là G-Matrix 6 đây, các bạn thấy chưa, bản mới nhất này, G-Matrix Skill ha. Đấy thì đến đây là các bạn đã cài được hoàn thành ha. Đấy rồi sau khi mình cài hoàn thành rồi thì mình sẽ mở cái này lên ha, mình mở này lên. Rồi các bạn chờ đợi cho nó khởi động lên một xíu ha. Đấy các bạn thấy không, G-Matrix Skill Management System, tức là hệ thống gì đây, quản lý các kỹ năng đó, ha. Đấy rồi đến đây rồi đó thì các bạn đây là ngôn ngữ nè ha, tiếng Anh nè đúng không. Đấy ở dưới đây có tiếng Việt nữa ha. Thì như thế này nè các bạn, khi mà chúng ta thi á đúng không, chúng ta thi thì hiện nay IG cho phép mình là thi phiên bản 2013 MOS 2013 2016 được chọn thi tiếng Anh tiếng Việt luôn đúng không. Thì tiếng Anh này cũng quá khó đâu nha, tiếng Anh các bạn tương đối thì ở mức trung bình thôi là các bạn cũng nên thi tiếng Anh được luôn đó ha. Còn nếu mà các bạn không tự tin lắm thì các bạn chọn thi tiếng Việt nha. Và khi luyện thi cũng vậy, các bạn cũng chọn tiếng Việt hoặc là tiếng Anh được chưa. Đấy nhưng nếu bạn thi 2016 thì cái phần mềm luyện này nè ha, hỗ trợ ôn luyện này nó hỗ trợ tiếng Anh thôi, nó chưa hỗ trợ tiếng Việt nha. Đấy còn nếu mà 2013 thì nó hỗ trợ tiếng Anh tiếng Việt luôn nha. Đó nói rõ cho các bạn như thế. Rồi đến đây thì cái tài khoản này user này các bạn đánh vào, mật khẩu các bạn đánh vào, các bạn sign vào thì các bạn bắt đầu sử dụng được G-Matrix để các bạn luyện thi ha, luyện thi nha, được chưa nào. Thì các bạn lưu ý luôn là cái bản quyền này chúng ta mua của Mỹ ha. Đấy thì khi các bạn học tại trung tâm An Quốc Việt á, thì trung tâm có mua bản quyền đó, cho nên là khi các bạn tham gia khóa học thì trung tâm sẽ hỗ trợ cho các bạn ha. Tại lớp học thì bạn nào đăng ký thi thì trung tâm sẽ hỗ trợ cho các bạn ha. Trung tâm sẽ hỗ trợ cho các bạn cái user password để các bạn đăng nhập vào các bạn ôn luyện nhé. Đấy rồi còn bạn nào làm còn khó khăn gì nữa thì cứ gửi tin nhắn cho thầy nha, qua Facebook Zalo gì đó để hỗ trợ cho nha. Khuyến khích các bạn gửi tin nhắn qua Zalo của thầy nha, tại vì thầy cũng bận khá là nhiều việc trong lúc giảng dạy, thầy không có nghe điện thoại được đó, để các bạn thông cảm. Cho nên là tốt nhất là các bạn cứ nhắn tin qua Zalo và khi thầy xong công việc thì thầy sẽ vào thì trả lời những bạn thôi nha. Thầy một ngày thầy cũng vào mấy lần cho nên là các bạn yên tâm đấy. Sau bây giờ giảng dạy là thầy sẽ truy cập vào Zalo để xem có tin tức các bạn nào cần hỗ trợ không, thầy sẽ hỗ trợ ngay nha các bạn ha. Rồi chúc bạn làm thật là tốt nha. Thì trong video này thầy chia sẻ với các bạn cách tải và cài đặt G-Matrix ha. Rồi trong những video khác thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cụ thể luôn ha. Ví dụ chúng ta ôn luyện mode như thế nào, essay như thế nào, PowerPoint set vân vân nha, cấp độ basic và cấp độ expert luôn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Rồi xin chào các bạn ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ thầy nha. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi xin chào.